Anh nói anh muốn giết tôi lắm mà. Bây giờ bản thân anh còn lo chưa xong. Chìa khóa đâu? Chìa khóa để đâu? Tao không biết chìa khóa gì hết. Đừng có làm bộ nữa. Chìa khóa để đâu? Tao hỏi mày lần nữa, chìa khóa để đâu? Chìa khóa để đâu? Chìa khóa để đâu? Chìa khóa để đâu? Má, chính là chị đó. Chị Môn, giải quyết hắn đi. Dạ. Cứ thử. Cứ chừng. Sao rồi? Gọi xe cấp cứu đi. Sao tự nhiên chị lại có mặt ở đó vậy? Tôi đến đó bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn? Sao bàn nửa chừng lại rút súng ra bắn chị? Tôi cũng không biết nữa. Lúc chúng tôi đi, đột nhiên có người nổ súng. Tôi cũng không biết ai là Diệp Trường Thắng. Chị không biết Diệp Trường Thắng? Chị không biết hắn, sao hắn lại đuổi theo chị mà bắn? Này chị Mon, tốt nhất là chị hãy khai thật đi. Nếu không thì chúng tôi sẽ thưa chị về chuyện biết mà không khai báo cho cảnh sát. Xin lỗi nha sếp, chúng tôi là người bị hại, đâu phải là phạm nhân. Hãy làm gì? Có chuyện gì cứ hỏi luật sư của tôi, ông ấy đang đến. Có phải bà lấy em gái tôi làm bia đỡ đạn không? Nói gì đi bà Giang? Bà có biết bà đã ly lụy người vô tội không? Bà nói mau đi, bà và hắn có quan hệ gì? Cô hãy buông tay ra, cảnh sát không phải lớn lắm đâu. Có giỏi cô hãy đánh tôi đi. Ai nói tôi cục giác? Cô hãy đánh đi, đánh đi. Buông tôi ra đi. Giữ tay lại đi. Sếp là người có quyền ở đây phải không? Hãy nghe đây, tôi phải thưa cổ. Tôi nói cho bà biết, em gái tôi có chuyện gì, tôi sẽ thưa bà vì tội mưu sát. Đi. Cô à, cô có nhận ra tôi không? Nhận ra? Có chuyện gì vậy? À không, chúng tôi biết cô bị thương nên đến đây thăm cô. Má à, cầm bó hoa này đi. Được rồi. Lần đó tình hình hỗn loạn quá, tôi cũng không biết tôi làm gì nữa. Làm cô bị thương thật ngại quá. Cô không trách tôi chứ? Không đâu, đâu có liên quan đến chị. Vậy thì tốt quá. À, túi xách của cô đẹp quá, cho tôi mượn coi được không? Dạ được. Cô tốt bụng quá. Hình như lần đó cô cũng xách túi xách này phải không? Túi đẹp như vậy mà chỉ đựng kem đánh răng và bàn chải hả? À, không phải, lần trước má em đến thăm em, má nói bệnh viện đông người lắm nên đã đem đồ về hết rồi. Má của cô thật là chu đáo quá. Thôi được, chúng tôi không phiền cô nghỉ ngơi nữa. Lúc khác tôi sẽ đến thăm cô nha. Mon à, chúng ta phải làm sao đi? Hãy cho người đến nhà của nó lục coi có chìa khóa không. Biết rồi. Đến đây làm gì? Không biết Madame đến đây làm gì. Đến đây dĩ nhiên là thăm bệnh rồi, cũng không phải là phạm pháp chứ. Làm ơn tránh ra. Nè, tìm hết rồi không có? Để tao hỏi bà chàng này. Trời ơi, đau quá. Bà để chìa khóa đó ở đâu? Tôi không biết mà. Chìa khóa tôi để ở trên bàn hết rồi. Còn làm bộ nữa hả? Tôi đã thấy đâu mà không? Trời ơi, tôi không biết. Tôi không biết gì hết mà. Tìm được rồi. Tìm được rồi hả? Đúng rồi chị này. Hey, mình tự lái xe, không bị kẹt xe cũng phải mất cả tiếng mới về đến nhà. Nếu bị kẹt xe thì chết đó nghe.
đừng có ở xa quá Nga ơi. Không sao, dậy sớm á, rất tốt cho sức khỏe. Nè, hai người lạ mặt quá, tìm người hả? À phải. Có phải tìm Trần Sinh lầu 5 lô B không? Đúng rồi. Ê, 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 lầu 5 lô B đâu có ai ở. Nè, tôi là cảnh sát, làm ơn cho coi giấy chứng minh. Ê, 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 cảnh sát đây. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Trời ơi, làm tôi sợ quá. Tôi nằm trên ghế salon vừa mới chợp mắt, ai ngờ bị bọn chúng lùi vậy. Thì ra bọn chúng là cướp đó. Trời ơi, tôi sợ quá sếp ơi. Nè, sao rồi? Còn đau không? Hả? Không được rồi, không được rồi. Chắc hồi nãy chạy dữ quá, bị sốc không? Đau quá trời luôn. Bị sốc không à? Chắc vậy á. Trời ơi, anh như vậy làm sao được? Thể lực của anh á, kém quá. Mai mốt anh ra ngoài làm việc á, em làm sao yên tâm được? Mắc mớ gì đến thể lực? Tại anh xách hai túi đồ này nè. Vì xách hai túi đồ anh chạy đến nỗi bị đau sốc không luôn vậy đó. Trời ơi. Anh đừng có đổi từ nữa. Anh đi tập thể lực đi. Ừ. Nếu không thì lên trước không biết làm sao vượt qua được. Rồi đứng yên em xoa cho. Nhanh lên. Đi đi, không có gì coi đâu. Đồng nghiệp đây. Làm ơn, cảm ơn. Cha. Má à. Tâm Nguyên. Thật hại quá. Đồng nghiệp đây, làm ơn. Tâm Nguyên. Má, sao rồi, không có gì chứ? Má sợ quá, không có gì. Má làm con sợ quá. Nhưng mà chúng nhéo má đau quá. Chúng nhéo má hả? Không sao đâu, không sao đâu. Vậy chúng ăn cắp cái gì vậy? Má không biết nữa, má nghĩ chúng không lấy gì hết. Chúng mới vào nhà thì đòi má đưa chìa khóa. Chìa khóa nào vậy? Má đâu có biết. Má nói chìa khóa tiệm và nhà đều để ở trên bàn hết á. Chúng nói không phải mấy cái gì này. Sau đó chúng nó lục tiếp rồi tìm được một cái chìa khóa. Chúng nói là đúng là chị này rồi bỏ đi. Mon, đã tìm được chìa khóa rồi. Đồ trong tủ bảo hiểm vẫn thuộc về em. Xin lỗi nghe Mon, trong lúc làm việc á, một trong hai thằng đã bị bắt rồi. Ngày mai là ngày nghỉ hàng tuần của ngân hàng. Sáng bây giờ ngân hàng chưa đóng cửa. Lập tức đến ngân hàng lấy hết số đồ đó. Chị Mon, bên ngoài có cảnh sát muốn gặp chị. Nói là có chuyện muốn nói với chị. Chào mấy sếp, có chuyện gì? Chúng tôi muốn gặp chị Mon, phiền anh kêu chị ra đây. Chị Mon không có ở đây, khi khác đến đi. Không có ở đây, xe chỉ ở bên ngoài mà, sao lại không có ở đây? Xe ở đây cũng đâu thể cho là người có ở đây. Nè, cảnh sát chúng tôi làm việc, phiền anh hãy kêu chị ra đây ngay đi. Chị không có ở đây thật mà, làm sao mà kêu? Được, giỡn trò với tôi phải không? Tôi chơi với anh đến cùng. Ê, cô à, cô đứng lại cho tôi. Tôi nghi ngờ cô chưa đủ 18 tuổi. Phiền anh bật đèn lên. Madam, làm quá làm cái gì? Được, cảnh sát kiểm tra. Nam trái, nữ phải, hãy đứng lên hết đi. Trời ơi, lấy giấy chứng minh ra. Chuyện gì vậy? Nam trái, nữ phải, im lặng hết đi. Trời, làm sao đây? Lấy giấy ra. Đứng lên đi. Thật ra mấy người không có quyền làm như vậy. Chị ra ra. Madam làm vậy tức là muốn giở trò rồi. Chị chơi trò trượt bắt với tôi mà. Tôi chơi với chị. Chỗ này tôi làm ăn, có gì vô phòng tôi nói đi. Không cần đâu. Chúng tôi nghi ngờ chị có liên quan đến vụ ác trộm cướp. Mời chị theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra. Xin lỗi tôi không rảnh. Nếu chị không hợp tác, chúng tôi có thể thưa chị cản trở người thực hành công vụ. Madam đừng hù tôi. Tôi cũng biết pháp luật đó. Vừa rồi cô nói là mời tôi về hỗ trợ điều tra. Nếu hỗ trợ tôi có quyền không đi. Trừ khi cô có chứng cứ chứng minh là tôi phạm pháp. Hồi nãy cô tự nhiên kêu chúng tôi bật đèn, cản trở chúng tôi làm ăn. Tôi có quyền thưa cô bồi thường mọi tổn thất ở đây. Bây giờ tôi nghi ngờ ở đây không có giấy phép bán rượu. Và có người dưới tuổi vị thành niên làm gái ở đây. Sếp có thể nghi ngờ, nhưng sếp muốn lục xét thì phải có lệnh khám xét. Làm ơn đưa lệnh khám xét đi. Trung quý phải không? Hãy coi chừng lính của sếp đi. Họ nóng nảy như vậy, sớm muộn gì cũng hại sếp thôi. Sếp cẩn thận đó. Một ngày nào đó bà cũng bại dưới tay tôi. Để coi sao đã Madam. Xin lỗi nha. Ở đây không có tiếp đãi khách nữ đâu.
trừ khi cô muốn làm thử ở đây. Nếu không thì mời cô rời khỏi đây ngay.